chiến trường rực lửa, máy bay Nga xuất kích, phá tan cứ điểm Ukraine ở Mút thứ hai. Tại khu vực biên giới, phòng không Nga bắn hạ máy bay không người lái vùng Kursk. Mặt trận giáp danh leo thang căng thẳng, đường ống dẫn dầu sang EU bị tấn công khủng bố, nghi ngờ Ukraine đứng sau sự việc. Trong bối cảnh này, Moscow tuyên bố đã đạt một phần mục tiêu chiến dịch tại Ukraine. Đòn chèn đũa nặng nề, Điện Kremlin rút khỏi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Đáng chú ý, tướng Ukraine bất ngờ bỏ hợp NATO, lý do tiết lộ gây quan ngại. Zelensky thất vọng tột cùng, Biden bác bỏ khả năng cung cấp tên lửa Atak MS cho Kiev. Ba Lan đổi tên vùng Kaliningrad, Nga chỉ trích dữ dội. Đồng minh Ukraine mâu thuẫn, Pháp, Đức không theo Mỹ tách khỏi Trung Quốc, nguyên nhân đằng sau là gì? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự quốc tế của TBC nâng tầm kiến thức. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị loạt diễn biến chiến sự bùng nổ Đông Âu cũng như một số tin tức nổi bật trên thế giới. Quý vị thân mến, mở đầu bản tin như thường lệ là những leo thang căng thẳng trên chiến trường. Các máy bay quân sự của Nga trong một video được công bố gần đây đã tấn công loạt cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố Adivka, nơi được coi là bách mút thứ hai Cuộc tập kích có sử dụng nhiều loại khí tài có độ chính xác cao, trong đó bao gồm bom dẫn đường thế hệ mới đã gây ra thiệt hại đáng kể cho chính quyền Kiev tại mặt trận này. Theo trang tin quân sự Avia Pro, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở hướng Adevka, gây thiệt hại đáng kể và làm suy yếu khả năng phòng thủ của đối phương. Hình ảnh từ video cho thấy lực lượng Nga đã triển khai vũ khí có độ chính xác cao, bom lượn cũng được Nga sử dụng trong cuộc tấn công. Cuồng tấn công của lực lượng Nga đã phá tan các mục tiêu chiến lược quan trọng và làm tiêu hao binh lực của đối phương. Nga gần đây sử dụng loại bom dẫn đường để qua mặt hệ thống phòng không Ukraine và gây thách thức cho kế hoạch phản công của Kiev. Những quả bom này có tầm bắn vượt xa hệ thống phòng không chiến thuật của Ukraine, vốn được chuyển đến tiền tuyến để hỗ trợ cho kế hoạch phản công. Vũ khí mới của Nga đã làm xoay chuyển cục diện xung đột ở Ukraine sự yểm trợ từ trên không của lực lượng không quân đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Các cuộc tấn công cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp hành động giữa các đơn vị khác nhau của lực lượng vũ trang Nga. Khu vực biên giới giáp danh giữa Nga và Ukraine liên tục xảy ra giao tranh kể từ khi bắt đầu xung đột cho đến nay. Hôm qua, lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái ở khu vực Kursk, Nghi phạm đằng sau vụ tấn kích này được Nga cho rằng không ai khác chính là chính quyền của Tổng thống Zelensky. Hôm qua ngày 10 tháng 5, Roman Stardovost, thống đốc khu vực biên giới Kurs của Nga cho hay máy bay không người lái bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên bầu trời làng Tomachevo. Vào sáng sớm, lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của kẻ thù gần Kurs. Mảnh vỡ rơi xuống làng Tomachevo, không ai bị thương, thống đốc Stavros thông báo. Theo ông Staravos, đường ống dẫn khí đốt và mặt tiền của một ngôi nhà đã bị hư hại sau vụ việc. Reuters cho hay, Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga và trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Tuy nhiên, Kiev gần đây đã nói rằng phá hoại hậu cần của Nga là một phần của quá trình chuẩn bị cho kế hoạch phản công. Cũng tại vùng biên giới, lực lượng vũ trang Nga cho biết đã xảy ra một vụ tấn công tại một đoạn của đường ống dẫn dầu drus ở trạm hiện không ghi nhận thương vong nào. Các quan chức nghi ngờ đây có thể là một âm mưu khủng bố nhằm phá hoại đường ống dẫn dầu từ Moscow chảy sang EU. Sáng sớm nay, đã xảy ra âm mưu thực hiện hành vi khủng bố nhằm vào hệ thống đường ống dẫn dầu Drupa tại trạm Brians. Công ty điều hành đường ống dẫn dầu Nga Chasnet ra tuyên bố vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 5. Phát ngôn viên Chasnet cho biết không ghi nhận thương vong trong vụ tấn công và giới chức đang điều tra sự việc kênh baza telegram có liên kết với cơ quan thực thi pháp luật nga cùng ngày cũng đưa tin ba bồn chứa dầu rỗng tại trạm nạp dầu thuộc đường ống derubba bị tấn công từ khi nổ ra xung đột ukraine hồi tháng 2 năm ngoái đường ống dẫn dầu derubba đã bị tấn công nhiều lần đoạn đường ống dẫn dầu derubba ở brians cũng bị tấn công hồi tháng 3. mạng lưới đường ống derubba bắt nguồn từ nga và chia tách ở belarus trước khi vào ukraine nơi nó tiếp tục được chia thành các đường ống dẫn tới một số quốc gia đông và trung âu như hungary slovakia và cộng hòa séc Nguồn cung dầu Nga thông qua đường ống này chưa bị áp lệnh trừng phạt, tuy nhiên các nước châu Âu đang giảm quy mô sử dụng nó. Trong bối cảnh này, phát ngôn viên Điện Kremlin nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm qua rằng, chiến dịch tại Ukraine đã hoàn thành một phần mục tiêu đề ra, nhưng cần tiếp tục để đẩy lùi lực lượng của Kiev. Chiến dịch tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Đây là hoạt động quân sự rất phức tạp. Một số nhiệm vụ nhất định đã được hoàn thành trong một năm qua. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Pakov cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 10 tháng 5. Ông nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân vùng Donbass trong thông điệp phát động chiến dịch vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phương Tây hoàn toàn phớt lờ những người dân phải sống dưới làn bom đạn trên đất nước của mình suốt 8 năm trước đó, phát ngôn viên Pekov cho hay. Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin thừa nhận, Moscow mới chỉ giải quyết được một phần nhiệm vụ, nhấn mạnh nhiều khu vực do Nga kiểm soát hiện nay vẫn liên tục bị quân đội Ukraine pháo kích. Rõ ràng là cần đẩy đối phương ra xa hơn nữa, ông nói. Phát ngôn viên Pakov thêm rằng, nhiệm vụ quan trọng không kém của chiến dịch là phi quân sự hóa Ukraine. Quân đội Nga đã phá hủy nặng nề bộ máy chiến tranh của Ukraine, tên lửa chính xác cao đã giúp phá hủy nhiều nhà máy quân sự, năng lực sản xuất quốc phòng và kho dự trữ vũ khí đối phương. Công việc này sẽ được duy trì, ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, Nga đang xúc tiến việc rút hẳn khỏi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, viết tắt là CFI, trong bối cảnh thỏa thuận này đang bị đình chỉ. Ngày 10 tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã đệ trình Duma Quốc gia, hay còn gọi là Hạ viện Nga, dự luật rút khỏi hiệp ước trên. Theo hãng tin TASS, trong ngày 10 tháng 5, theo giờ địa phương, Tổng thống Vladimir Putin đã đệ trình lên Quốc hội Nga dự luật rút khỏi hiệp ước CFI. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabikov Gia là người được chỉ định để giám sát tiến trình rút khỏi CFI. TASS trích dẫn dự luận của ông Putin cho hay, kể từ đầu những năm 1990, sự mở rộng của NATO đã ảnh hưởng đến hiệp ước. Ngoài ra, phần lớn hiệp ước đã trở nên lỗi thời và không phù hợp với thực tế. Tình hình hiện tại kêu gọi việc từ bỏ hiệp ước. Các thủ tục để Liên bang Nga rút khỏi CFI sẽ được tiến hành. CFI là thỏa thuận được ký kết vào năm 1990 giữa 16 thành viên NATO và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Warsaw. Hiệp ước này đặt ra giới hạn cho việc triển khai các lực lượng thông thường ở châu Âu và thiết lập nhiều cơ chế minh bạch khác nhau, đơn cử là hoạt động thành sát tại chỗ. Tuy vậy, Moscow từ lâu đã cáo buộc việc NATO mở rộng quy mô trong những năm vừa qua, bao gồm việc kết nạp các thành viên cũ của Tổ chức Hiệp ước Warsaw đã và đang làm xói mòn Hiệp ước CFI. Về phía Ukraine, trong ngày hôm qua, Tổng thư lệnh lực lượng vũ trang nước này, tướng Valery Zaluzhny bất ngờ quyết định không tham dự cuộc họp cấp cao của NATO tại Brussels. Nguyên nhân đằng sau được chỉ ra là tình hình hoạt động trong cuộc xung đột giữa chính quyền Moscow và Kiev đang dần trở nên phức tạp hơn. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Rod Bauer đã đề cập đến sự vắng mặt của vị tướng này trong bài phát biểu khai mạc của ông tại cuộc họp chỉ huy quốc phòng NATO. Rob Bauer cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ người bạn của chúng tôi, Jalusne vào thứ Ba ngày 9 tháng 5, giải thích rằng ông không thể tham gia trực tiếp hoặc qua liên kết video. Quan chức NATO giải thích lý do dẫn đến quyết định của tướng Zaluzny là tình hình hoạt động phức tạp trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga. Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn chống lại lực lượng Nga trong nhiều tháng, nhưng đã trì hoãn việc khởi động chiến dịch với việc các quan chức Kiev phàn nàn về thời tiết xấu, thiếu đạn dược và việc phương Tây miễn cưỡng cung cấp máy bay chiến đấu một báo cáo của Politico và tuần trước tuyên bố, người ủng hộ chính của Ukraine là Mỹ đã lo ngại rằng tác động của cuộc phản công Ukraine có thể không như mong đợi. Đài truyền hình YLE đưa tin, một đảo nhỏ tên Renki có pháo đài quân sự ở phía đông nam Phần Lan gần biên giới Nga đang được giao bán với giá 7,9 triệu euro. Đây là động thái mới nhất từ phía Phần Lan kể từ khi nước này chính thức gia nhập NATO. Phần Lan là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng đảo, có hơn 180.000 đảo nhiều đảo trong số đó thuộc sở hữu tư nhân. Tuyên bố cho biết, một hòn đảo quân sự cũ gần biên giới với Nga được giao bán, giá chào bán là gần 8 triệu euro. Chủ nhân của hòn đảo, ông Ismo Taratu, đã mua nó 8 năm trước với giá 700.000 euro. Ông tự tin sẽ bán thành công hòn đảo này vào cuối năm nay. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào hòn đảo, hiện có 100 lô đất được giao bán, tất cả đều đã khoanh vùng. Ngoài ra, tất cả các tòa nhà trên đảo đều có hệ thống sửa điện nhiệt, ông Riatio nói đảo Ranki đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Phần Lan cho đến năm 2015. Thưa quý vị, chính quyền Biden đã tìm cách tăng quyền hạn để có thể chuyển phần tài sản tịch thu từ những người trốn tránh lệnh trừng phạt Nga, hỗ trợ cho quá trình tái thiết Ukraine. Thông tin này được đưa ra bởi Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland khi hôm qua ông này đã cho phép chuyển khoản tiền đầu tiên thu được từ Moscow và cho Kiev. Including obstructing Congress's certification. Trong một tuyên bố hôm 10 tháng 5, ông Gallen cho hay số tiền bị tịch thu từ nhà tài phiệt Nga Kostanin Malofeev sẽ được chuyển đến đất nước bị chiến dịch quân sự tàn phá mà Nga phát động vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Ông Gallen lưu ý, mặc dù đây là đợt chuyển giao đầu tiên của Mỹ đối với các khoản tiền bị tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine, nhưng đó sẽ không phải là lần cuối cùng. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông Malofeev vi phạm lệnh trừng phạt áp đặt với Nga các công tố viên cho biết ông đã cung cấp tài chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea, địa phận mà nước này sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Vào thời điểm đó, ông Galen cũng thông báo truy nguyên thu giữ hàng triệu đô la Mỹ từ tài khoản tại một tổ chức tài chính Mỹ do vi phạm lệnh trừng phạt đối với ông mà Malofeev. Sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào năm 2022, ông Galin đã công bố một lực lượng đặc nhiệm mới có tên là Crypto Capture nhằm mục tiêu cụ thể vào các nhà tài phiệt Nga đang tìm cách trốn tránh hàng loạt lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các thực thể Nga. Chúng tôi sẽ nỗ lực điều tra, bắt giữ và truy tố những người có hành vi giúp chính phủ Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine, ông Galin nhấn mạnh. Sau động thái viện triệu tên lửa chiến thuật lục quân Atax-MS của Anh cho Ukraine, chính quyền Kiev đang ngóng chờ điều tương tự từ phía Mỹ. Tuy nhiên, Politico đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không có ý định theo chân London để cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Điều này được cho là chắc chắn sẽ khiến ông Zelensky thất vọng. Tờ Politico lưu ý rằng Mỹ coi vấn đề này đã được giải quyết nhờ nguồn cung cấp tên lửa tầm xa từ Vương quốc Anh theo kế hoạch, London sẽ gửi tên lửa có tầm bắn 300 km tới Ukraine. Tầm bắn này tương đương hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân được gọi tắt là Atas MS mà Washington đã từ chối cung cấp cho Ukraine. Politico dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, chính sách của chúng tôi về ATACMS MS không thay đổi. Trước đó, tướng Mark Miley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói với Defense One vào tháng 3 rằng, Mỹ thậm chí không có đủ ATACMS MS trong kho vũ khí dự phòng của mình. Từ quan điểm quân sự, chúng tôi có tương đối ít ATACMS. MS chúng tôi cũng phải đảm bảo duy trì kho đạn của riêng mình, tướng Miley nhấn mạnh. Việc Anh chấp nhận cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine được cho là đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden thở phào nhẹ nhõm, theo nhiều quan chức Mỹ nói chuyện với nhật báo Nasdaq. Nhà Trắng hy vọng động thái này sẽ bịt miệng những người chỉ trích muốn Mỹ gửi attack MS cho Ukraine vì Kiev có thể sớm nhận được tên lửa tầm xa từ London. Tiếp tục các diễn biến đáng chú ý, sau khi Ba Lan đổi tên vùng Kaliningrad, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích nước này. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phản đối gay gắt quyết định của Warsaw, bày tỏ rằng quyết định được đưa ra trên bờ vực của sự điên rồ. Ngày 10 tháng 5, Ủy ban phụ trách tiêu chuẩn về việc đặt tên các thực thể địa lý bên ngoài lãnh thổ Ba Lan đã quyết định đổi tên vùng Kaliningrad. Thay vì tên gọi cũ, giờ đây, vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga sẽ được Warsaw gọi với tên mới là Krolyskis Oblast. Phản ứng trước sự việc trên, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Ba Lan, đồng thời gọi đó là quyết định được đưa ra bên bờ vực của sự điên rồ. Nó không chỉ là chủ nghĩa bài Nga nữa, đó là một quyết định được đưa ra bên bờ vực của sự điên rồ, ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảnh báo những quyết định tương tự sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho Ba Lan cũng như người dân nước này. Kaliningrad là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước nó từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến 2, khi phát sức Đức thua trận, khu vực này trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Trong khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong việc theo đuổi các lợi ích kinh tế và địa chính trị ở nước ngoài, cùng căng thẳng Mỹ Trung leo thang, nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ đang cân nhắc đi theo sự dẫn dắt của Washington trong việc tách rời kinh tế khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Tây Âu, Pháp và Đức đang tỏ ra không sẵn lòng tham gia cùng các đồng minh trong việc rời xa Bắc Kinh. Những bình luận gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng EU không nên bị cuốn vào những cuộc khủng hoảng không phải của chúng ta đã chứng minh điều này. Đó là nhận định của Genevieve Donnellan May, Cố vấn Chiến lược Địa Chính trị Toàn cầu về Quản trị Tài nguyên và Môi trường khu vực ở châu Á, nhà phân tích châu Á-Thái Bình Dương trên trang web của Viện Chính sách Chiến lược Australia mới đây. Theo bà Genevieve, trên thực tế, mối quan hệ của Pháp và Đức với Trung Quốc vẫn đang phát triển mạnh, các báo cáo gần đây cho biết, việc nhiều công ty Pháp và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Macron càng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đối với Đức, nước này nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 2 phần 3 nguyên tố đất hiếm, trong đó nhiều nguyên tố không thể thiếu trong pin, chất bán dẫn và nam châm trong ô tô điện. Điều này cho thấy Đức và Pháp sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc đối với các nguyên liệu thô quan trọng cần thiết để thúc đẩy tăng cường kinh tế và chuyển đổi năng lượng. Hơn nữa, nhiều công ty Pháp và Đức muốn phát triển các cơ sở sản xuất lâu đời và mạng lưới bán hàng rộng khắp ở Trung Quốc, với mối quan hệ thương mại đang mở rộng nhanh chóng và các ước tính cho thấy hơn 2 triệu việc làm của Đức phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc, nền kinh tế của hai bên sẽ trở nên gắn kết với nhau hơn nữa. Với tất cả các hoạt động mới này, tách rời khỏi Trung Quốc có thể gây ra hậu quả đáng kể cho Pháp và Đức. Tóm lại, tổn thất của việc tách rời khỏi Trung Quốc có thể lớn hơn lợi ích mà Pháp và Đức đạt được nếu làm như vậy. Ngày 9 tháng 5, hãng tin AP cho biết Anh và Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng đối với quyết định của Liên đoàn Ả Rập về việc tái kết nạp Syria làm thành viên vì cho rằng nước này chưa xứng đáng. Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết họ phản đối động thái này, cho rằng Syria chưa xứng đáng để được gia nhập Liên đoàn Ả Rập. Đồng thời lưu ý rằng Liên đoàn Ả Rập cần đưa ra một số điều kiện về tiến trình hòa bình ở Syria. Hai nhà ngoại trưởng còn cho biết quốc gia của họ sẽ không bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, trừ khi chính phủ của ông Assad chấp nhận việc tuân thủ kế hoạch nằm trong nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc đặt ra tiến trình hòa bình tại Syria sau cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Theo AP, kế hoạch trên được công bố hồi năm 2015 và nó gồm một số điều khoản quan trọng như ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ nhân đạo và đưa Syria tiến tới bầu cử tự do công bằng. Dù rằng đều phản đối việc Syria tái gia nhập Liên đoàn Ả Rập, song cả hai vị ngoại trưởng đều cho rằng Liên đoàn Ả Rập có quyền tự quyết định nước nào có khả năng gia nhập vào đại gia đình của mình, AP đưa tin. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lực lượng tên lửa của quân đội nước này đã cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông tập trận gần căn cứ hải quân Mỹ ở đảo Guam. Một số nhà phân tích cho rằng, việc tiết lộ lực lượng tên lửa tham gia tập trận cho thấy chiến lược răn đe của quân đội Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, nhóm tàu sân bay Sơn Đông vừa kết thúc cuộc tập trận kéo dài gần 30 ngày ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm các hoạt động tập trận chung có hệ thống chưa từng có với sự tham gia của lực lượng tên lửa và các nhóm tác chiến khác. Cuộc tập trận diễn ra cách đảo Guam 741 km về phía Tây Bắc vào tháng trước với sự tham gia của tàu sân bay Sơn Đông, tàu khu trục Thai 055, tàu khu trục Thai 052D, hai tàu hộ vệ Thai 054A và một tàu tiếp tế Thai 901 mặc dù các cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc gần đảo Guam không phải là hiếm, nhưng một số nhà phân tích cho rằng việc tiết lộ lực lượng tên lửa tham gia tập trận cho thấy chiến lược răn đe của quân đội Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, động thái này nhằm nhấn mạnh năng lực ngày càng được tăng cường của quân đội Trung Quốc đối với các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên biển hoặc các căn cứ hải quân bên ngoài, cái gọi là chuỗi đảo phòng vệ thứ nhất. Chuỗi đảo này bao gồm các đảo chạy từ Nhật Bản, Đài Loan, Philippines. Châu Trần Minh, nhà nghiên cứu từ Viện khoa học và công nghệ quân sự Yuanwang ở Bắc Kinh nhận định. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng tấn công chính xác của tên lửa đạn đạo chống hạm dòng Đông Phong của Trung Quốc ở trên biển. Chuyên gia Châu bày tỏ, thông tin về cuộc tập trận do CCTV tiết lộ có thể được coi là một phần trong sự gian đe chiến lược của quân đội Trung Quốc, cảnh báo Mỹ và các đồng minh về khả năng tấn công được tăng cường của họ khi căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, tình hình hiện nay đang cho thấy rõ ý định của Mỹ với nỗ lực xây dựng một NATO nhỏ phiên bản châu Á để kiềm chế Trung Quốc, kịp thời ứng phó với xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ, Bắc Kinh nếu có thể và duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Liên minh chiến lược Mỹ-Nhật-Hàn gần đây đã đạt được những bước đột phá chưa từng có. Thứ nhất, Nhật Bản và Hàn Quốc vốn thù hận nhau nhưng gần đây đã từ bỏ ân oán lịch sử, vào ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến thăm Hàn Quốc trong chuyến thăm 2 ngày. Phía Nhật Bản cũng mời Tổng thống Hàn Quốc Yon Suk Yeol đến thăm Nhật Bản, phá vỡ quan hệ ngoại giao lạnh nhạt 12 năm. Vai trò trung gian của Mỹ đã đạt được tiến bộ trong việc hợp nhất các liên minh Mỹ-Nhật Bản và Mỹ-Hàn Quốc, mở ra liên minh quân sự Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc giúp đối phó với các thách thức từ Triều Tiên và Trung Quốc. Thứ hai, gần đây, Mỹ đã thường xuyên đạt được những thành tiệu trong việc triển khai quân ở Đông Á. NATO thì thông báo bắt đầu đàm phán để vào năm 2024 mở văn phòng liên lạc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đầu tiên tại Cục Tokyo. NATO vươn vòi sang châu Á, ý đồ của Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để chia rẽ quan hệ giữa Mỹ và châu Âu gần đây liên tục gặp thất bại. Thứ ba, vào năm 1951, Mỹ và Philippines đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, nhưng đến những năm 1980, quân đội Mỹ đã rút khỏi các căn cứ của Philippines do làn sóng chống Mỹ tại Philippines. Cựu Tổng thống Duterte là người theo chủ nghĩa độc lập thân Trung Quốc và chống Mỹ, nhưng gia đình tân Tổng thống Marcus có quan hệ mật thiết với Mỹ. Sau khi người cha Marcus của ông Marcus ám sát thủ lĩnh phe đối lập Ninoy Aquino, thì gia đình này đã phải sống lưu vong ở Hawaii. Những kế hoạch ngăn chặn này đối với Trung Quốc là sự kết hợp giữa ngoại giao quốc tế và dùng sức mạnh quân sự, hy vọng ngăn chặn chiến tranh phá hoại hòa bình, đồng thời kiềm chế việc Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan hoặc ở Biển Đông. Gần đây Trung Quốc đã đáp trả động thái thân lại Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc John Suk Yeol bằng cách kiểm tra nghiêm ngặt hàng nhập khẩu của Hàn Quốc. Nhưng trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại thì hành vi trả đũa kinh tế cũng không khác tự gây hại cho chính họ. Các chuyên gia cho rằng hiện nay phiên bản NATO châu Á đang trở thành áp lực đối với Bắc Kinh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TV Chess nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.